Đồ đựng của bàn kho. Một cái máy ăn cơm. Nhưng bé đâu xem hai cái gì đại gì luôn. Nó ơi lấy tiền nó ơi. Chị đang ở Thế Trì với đám mẹ chú Đen hả? Đấy là chị đá, chị bé đó phải ở Thế Trì với đám mẹ chú Đen không? À quay à Thế Trì đám mẹ của chị bé đó 100. Còn chị kia má đó thì sao lấy chị kia 120. Dạ. Đập mạc mà tháo không nổi, vừa mới đáp vô đó cỡ ra. Bữa to lắm. Nên đã buồn chi.
xe khách luôn vậy. Ba rồi. Ừ. 14 lắm rồi. Không kìa. Ủa, đang rửa đầu vậy lo mà. Có không biết. Không biết có đại không mà. Lo muốn nói gì thôi để lo mà. Cuối tuần sau bên đây là nữa. Nè mới đeo bù ta luôn á. Trước biểu ông co trước đi. Chị mua đợi chị lo á, rửa mặt. Nói chung là hai người đợi chị lo hết. Anh này cũng đợi chị lo luôn nè. Trăm rưỡi. Trăm rưỡi. Con đi nhiều đi. Ừ. Sinh nhật tháng này.